đắt thì cho ông nội ngày 28/8/10 chứ để là chào đôi nồng người cho chuẩn tôi húc trên biển để húc tháp bằng chào đôi nồng người tôi mua tôi tặng chào đôi nồng người tôi mua nhuôi hộp trên hành đang trao đổi nông nữ. Trao đổi nông nữ là phương pháp tốt nhất để hộp nông nữ. Đặc biệt là ngôn ngữ, là ngôn ngữ. Nên phát âm là cố gắng, nên tôi có thể cố gắng cải thiện kỹ năng ngôn ngữ. Tôi có thể cắt bám về ai có thể giúp tôi học tiếng Việt. Sử dụng AI. Sử dụng AI là quan trọng à, phương pháp dạy về học ngôn ngữ. Đối tác trao đổi ngôn ngữ có thể việc làm nội dung khám phá nội dung sử dụng AI khi chúng ta sử dụng AI chúng ta can thiệp cao hội đặc biệt để có nội dung để phục nông nữ. Thì chúng ta nói phát âm là nói tốt nhất là quan trọng nên tôi tắt có thể chữ tôi tác càng nhau để có hồ nội dung. Nội dung là quan trọng để học ngôn ngữ. Trao đổi ngôn ngữ thực truyền. Thực truyền là sử dụng Google Document để học tập trao đổi nông khi sử dụng AI chúng ta có nội dung về tu ngữ pháp giáo truyền chúng ta có thể sử dụng từ số cấp đến bố cấp ngôn ngữ nên tôi tắt nhồi tiếng Việt nhồi Việt Nam có thể làm việc nội dung biết làm nội dung để học ngôn ngữ nên sử dụng AI sau chúng ta biết làm nội dung ngôn ngữ nên chúng ta có thể học ngôn ngữ cũng nhận bằng chấp chuẩn.
Tôi là cháu đồ nông nữ thực xuyên phang phục này là cháu đồ nông thực xuyên nên là có thể sử dụng AI. Thì chúng ta sử dụng AI. AI trước tôi cổ 24 về chữ niệm sau đó mô mới cao để sử dụng 24. Tàu nhắn tàu nhân tạo 24 về tương hộ nhân tạo 24 về trái cái nên muốn mức cao bằng 24 sau đó việc dịch chuyển hẳn sau đó việc dịch chuyển hẳn tôi cố gắng dùng AI để việc làm nội dung nông nghiệp. Nhưng mà tôi không thể cơ hội không thể có cơ hội phù hợp. Tôi cố gắng nổi cơ hội phù hợp nên tôi có thể sử dụng. Nhưng mà nếu bên làm có thể việc làm nội dung nông nữ nên dịch từ thiên bếp tên chẳng hạn để học nông nữ bằng trao đổi nông nữ thực sự. Tôi đã nuôi bé tiếng Việt bằng tiếng Việt nhưng mà phát âm là không quan trọng tốt nhất dễ dàng sử dụng AI dễ dàng
28 mình sẽ chuẩn bị cho buổi trao đổi về nông nghiệp và giao lưu môn khoa văn hóa với ông nội. Trong gian này chúng ta sẽ nói về các nhu phẩm và tăng tốc hút thấp trong nông nghiệp, đặc biệt là về các nội dung đang trao đổi. Mình có thể chụp ăn hoặc quay video để ghi lại những phong cách cà phê quan trọng hôm nay là các chiều của đồng lúc hoặc nông nghiệp của chúng phương pháp điều trị sự kiện thì tư việc đặt mục tiêu luôn thấp hàng này để các cháu thêm phôi bản đề để trao đổi những nội dung này sẽ giúp mình dễ dàng nắm bắt các yếu tố của văn hóa nông nghiệp và có thể sử dụng trong thực tế. Ngoài ra, mình cũng sẽ thảo luận về các tôi tác trao đổi nông giúp nhau nâng cao kỹ năng cao trong việc làm nội nhiều cô cố gắng có thể sử dụng các ứng dụng hỗ trợ học tìm kèm tài liên quan trên mạng để học tập. Mình cũng sẽ chia sẻ một số kinh nghiệm cá nhân trong học nông nghiệp từ việc đặt cơ hội để tìm nhiều tài liệu và phong phú thiếu quan trọng là trước cũng đông lớp để học nông nghiệp cho nên nhìn hàng của chưa bị hồn thích sang thể ngàn. Đi cho chung cư như câu lạc bộ lúc này mình sẽ chuẩn bị buổi trao đổi về đại học tập và phát triển như vào nay hàng người ta tăng tăng với ông nội trong buổi này là chúng ta sẽ thảo luận về việc cả hát ở nông nghiệp để tác tục phát triển hết, đặc biệt là về các xây dựng nội dung và xây dựng nội dung tự ý và giới thiệu các trẻ trên căn thảo luận. Tầm quan trọng qua tổ chức đặt mục tiêu trong học nông nghiệp, mục tiêu cụ thể sẽ giúp duy trì động lực và theo đuổi trên chinh một cách hiệu quả. Từ đó các bạn sẽ có thể tự tin hơn khi sử dụng nông nghiệp trong giao tiếp thực thể các trình kiện đối tác trao đổi nông nghiệp để giao tiếp với mỗi giảng sư học nhồi học nông nghiệp trong thử sẽ giúp cải thiện kỹ năng và tư trình học trong việc sử dụng nông nghiệp. Khi chơi tại cải thiện như pháp và phát tâm trong như kỳ hội tại Toastmasters, chúng ta sẽ xem là rất các phát hành và câu chuyện bảo bề này trước ngôi học cổ tộc sự chính xác trong các chương xây dựng nội dung trao đổi khu phố và hấp dẫn mình có thể chọn các chủ đề cần quý hoặc các chủ đề liên quan đến nông nghiệp văn hóa và các xây dựng quan hệ với đối tác. Điều này sẽ làm cho cuộc trao đổi giữa nền tư vị và vô ích. Ngoài là chúng ta có thể sử dụng các công cụ chức quyền và tài liệu vô kiểu những cái tương sự tên về các thức cải thiện như việc tận dựa vào các cái nhóm học nông nghiệp học cao là cổ nông nghiệp để trước nâng cao cả chúng ta kết luận buổi trao đổi lần này sẽ là cơ hội để mình cải thiện bản thân và phát triển kỹ năng giao tiếp giúp bản thân tự tin trong việc sử dụng nông nghiệp. Trong